Dù bé trai tử vong sau khi lọt trụ bê tông ở Đồng Tháp, vì sao trong ống trụ có đất đá? Sáng mùng 5 tháng 1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có thông tin về việc đưa thi thể bé Thái Lý Hậu Nam, sinh năm 2012, nạn nhân bị lọt vào trụ bê tông sâu 35m của cầu trọc sen thuộc dự án thi công tuyến đường đội tuyển 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Trả lời báo chí, ông Bửu cho biết suốt đêm mùng 4 tháng 1, sáng mùng 5 tháng 1 lực lượng chức năng phối hợp thực hiện phương án đưa thiết bị xuống lòng trụ bê tông nghi ngờ chứa thi thể bé Nam. Khi đưa xuống được khoảng 30m thì phát hiện khối đất đá có độ nén chắc, thiết bị đưa xuống có phần hạn chế nên kết quả chưa được mong muốn. Mặc dù kết hợp các giải pháp thủ công, thiết bị kỹ thuật bơm hút tạo điều kiện đưa thiết bị xuống sâu để nâng khối nghi ngờ có em bé trong lòng trụ lên mặt đất nhưng vẫn chưa hoàn thành được. Lý giải về vấn đề này, ông Bửu cho hay do đặc điểm phức tạp của địa chất của trụ đưa xuống độ sâu và phải đưa lên trở lại thì rất khó khăn. Do đó, các chuyên gia đã bàn thảo kỹ lưỡng để tiếp tục triển khai khẩn cấp cứu hộ bé Nam, hiện chưa rút trụ bê tông lên mặt đất được. Còn việc xác định bé Hậu Nam tử vong là do các bằng cứ, hội ý của các đơn vị pháp y đến hiện trường quan sát, đánh giá tiên lượng, dựa vào các tính chất liên quan đến chấn thương, thông khí, điều kiện bảo tồn sự sống nên đã có biên bản pháp y thông báo cho gia đình tiên lượng xấu, sau đó tử vong. Vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết thêm các ngành chức năng đang nỗ lực tìm mọi cách để có phương án, giải pháp kỹ thuật, thăm dò, kết hợp tiếp cận để đưa bé Hậu Nam lên, tuy nhiên không thể khẳng định được thời gian cụ thể. Lý giải về lượng đất đá trong ống trụ bê tông, ông Bửu cho biết do lúc em bé rơi xuống có đất đá rơi theo. Trong quá trình triển khai thi công, đặt trụ, bố nén để đặt thiết bị làm đất từ các khớp nối tràn vào chứ không phải đất đá rơi từ miệng trụ vào. Trước đó, tối mùng 4 tháng 1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cùng với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương tổ chức cuộc họp để thông báo việc bé Hậu Nam đã tử vong. Tại cuộc họp, ông Đoàn Tấn Bửu thông báo cho những người dự và đại diện gia đình. Theo xác định của ngành chức năng, bé Nam tử vong sau khi rơi xuống trụ bê tông sâu hơn 4 ngày do nhiều nguyên nhân như đa chấn thương, thiếu dưỡng khí, môi trường nhiệt độ thấp. Ông Thái Văn Tấn Tài, sinh năm 1983, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, cha của bé Hậu Nam, đồng ý cho các ngành chuyên môn tìm cách đưa thi thể cháu lên khỏi trụ bê tông, tổ chức xử lý thi thể, tổ chức khâm liệm và đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Được biết gia đình ông Thái Văn Tấn Tài thuộc diện khó khăn của địa phương, vợ ông Tài mới sinh, ở nhà chăm con nhỏ 21 tháng tuổi. Ông Tài đi làm thuê nhưng thu nhập không cao. Bé Hậu Nam là con trai lớn của vợ chồng ông Tài. Biết hoàn cảnh gia đình, Nam dù thích học giỏi nhưng không dám xin tiền mẹ. Gần đây, sau giờ học, Nam đi nhặt sách dụng bán để kiếm tiền đóng học phí học giỏ. Theo lời kể của gia đình, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, Nam cho cha mẹ biết đã kiếm được 21.000 đồng nên tiếp tục đi nhặt sách để bán, mong kiếm đủ số tiền hơn 60.000 đồng để đóng học phí học giỏi.